Theo Nghị định số 101 năm 2020 về thành lập Tổng cục, thì Tổng cục Đường bộ sẽ bị xóa bỏ vì thiếu tiêu chí theo quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải đề án tách Tổng cục thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ Cao tốc Việt Nam. Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức lại các tổng cục là nhằm giải quyết vấn đề chồng chéo nhiều đơn vị trong các bộ và sẽ không có linh hoạt đối với những tổng cục không đủ điều kiện. Cho ý kiến về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng sẽ có bất cập khi tách thành hai cục vì đều quản lý đường bộ và cao tốc là một cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường bộ, không phải cấp quản lý. Trước đó, tổng cục được thay đổi từ mô hình chi cục quản lý đường bộ và đã hoạt động được 12 năm.